Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay mình sẽ cùng tất cả mọi người đi ra ngoài biển tắm biển và thưởng thức cái không gian trong lành khi mà mình tắm biển ở nơi đây như thế nào nha các bạn. Thì trên đường đi thì mình có thấy được một cái cầu rất là đẹp mà mình muốn quay cho tất cả mọi người cùng xem. Thì ở bên Mỹ này mình không có rành địa lý cho nên mình cũng không biết là cái cầu này gọi là tên là gì nữa. Bạn xem mà, đây là ruộng ruộng đậu phộng á các bạn. Nè, ở đây cái này là tưới cây nè, đây nè cái đồ tưới nước đó. Đó. Tưới đó, trời ơi cái ruộng đậu á, các bạn thấy không? Qua bên đây, qua bên đây, bên đây là ruộng bắp đó cái đồ tưới các bạn thấy không? Cái đồ tưới nước. Mình đã tới cái bãi biển rồi các bạn ơi. Sóng lớn quá. Quá trời. Mọi người đang tắm biển và phơi nắng. Cô chú anh chị và các bạn xem mà em nhìn dễ thương không? Đợi cái nó như nấm lùng á, nhìn biết cưng không? Nhưng mà tại vì do em sợ là em ngồi em phơi nắng quá, cái đầu của em chịu không nổi, em sẽ bị sốt và sổ mũi mọi người. Cho nên em bắt em phải đội nón lên để cho nó hạn chế nó bị sổ mũi á mọi người. Sau khi lay hoay gắn cái dù lên rồi, bây giờ thì em đã vô trong mát ngồi rồi nè mọi người. Và trước khi đi thì mẹ có mang theo mấy cái giá với mấy cái con cua, con cá để cho em chơi cá đó mọi người. Đối với người Mỹ họ rất thích phơi nắng các bạn. Cho nên khi mà mùa hè đến á, thì những cái bãi biển như thế này sẽ đông chật ních người. Và họ sẽ cùng dẫn con cái đi đến đây cho những đứa trẻ nghịch cát và phơi nắng để có được cái sức khỏe đề kháng tốt. Vì trong khoa học và bác sĩ đồ thì cũng bảo là khi ánh nắng mặt trời á mà nó trực tiếp lên da mình và cơ thể mình hấp thụ được ánh nắng mặt trời thì vitamin D và cái xương của mình nó sẽ cứng cáp hơn. Đó là lý do mà người Mỹ họ rất thích phơi nắng. Vì họ bảo là phơi nắng như vậy á nó mới chắc, nó mới khỏe và con người mình nó mới thật sự khỏe khoắn và tốt. Và bây giờ mình sẽ quay những cái trang bị khi mà mình đi tắm biển ở bên Mỹ như thế nào nha mọi người. Thì các bạn xem đây, dài dài ở đây là mình có chuẩn bị đồ ăn, nước uống cùng với kem chống nắng, rồi khăn lau tay, rồi bọc để đựng rác thải, rồi có rất nhiều và những cái ghế mà mình có thể ngồi ở trên bãi biển để mình phơi nắng đó các bạn. Mình gia đình là đem theo cả dù luôn mọi người, mình tự gắm dù lên và che mát cho mình, không cần phải đi thuê nha mọi người. Chết cha quay phim luôn rồi. Alo, xin chào mọi người. Rồi ăn chè cho em đi chè với. Ăn được chưa? Dở dở gì mà em ăn chè chuối không? Cầm 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 luôn đi. Rồi cầm luôn đi chị. Ăn được chưa không? Chè chuối mọi người ơi, ra biển ăn chè chuối. Chè ăn thêm không? Ừ. Hỏi trả lời tiếng Việt. Em lên nhiều lắm, bây giờ không thấy cái nào chơi gì không biết. Bỏ trong cái vỏ nào để lát nó coi nữa. Ngọc ăn thêm nước dừa không? Không. Đó. Các bạn nghe sóng biển không? Dừa không? Chập nghe đùng đùng luôn. Chết 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 chết. Không không. Còn sáu ăn đi cho con sữa. Mọi người thấy không?
hai nước dừa đó. Xong nãy giờ trong giờ giải lao là anh em tranh thủ ăn, chưa làm việc nãy giải lao rồi. Ăn bánh mì, ăn bánh mì. Còn cái xương gà thôi nè. Ăn không? Cho miếng này đó. Đi từ nhà xuống đây là đói trước rồi, ăn trước rồi mới tắm sau. Mấy 4 tiếng đồng hồ mà bữa sáng chưa ăn nữa. Sáng sớm thức dậy là lấy quay lo làm chuẩn bị đồ rồi đi mua đồ. Xong xuống đây, mình có dưa leo nữa mà quên. Đây nè, dưa chuột đây. Cắt dưa leo. Sáng thấy dưa chuột của mấy đứa cắt rồi đúng không? Móc ra. Mấy bạn chưa cắt. Mới chưa cắt được nữa rồi. Nè các bạn. Có gà nè. Thịt gà kìa nha. Đó. Đó. Để ra đúng rồi. Rồi bánh mì. Tóm. Bánh mì luôn. Thích chi vậy nè, cho ăn cái nè. Đó, đây, chuột. Ông ăn nhìn nhăm nhở. Ông Sáu ơi. Ông Sáu ăn nhìn nhăm nhở một cú. Đố ai biết cái gì. Nè, cái đầu này mới nhăm nhở nè. Nhăm nhở dễ sợ. Cái trái dưa leo nó không có. Nè, hung cả đi. Đó. Anh em mấy người ghê quá. Cái trái dưa leo nó không có ý đồ vậy nhưng mà cái người cầm trái dưa leo nó có. Nó cầm sang vậy thôi chứ. Đầu óc dơ dái. Cầm sang vậy, xoan vậy thôi chứ. Thịt gà bị đông uổng quá à, sáng không nằm kịp. Bỏ ra ngoài nắng. Đuổi. Để này nè. Đây nè, để nguyên si nè. Nó sao mà đẩy nó đẩy kính mà. Nó nguyên vậy? Có dưa heo, dưa hấu nè. Dưa hấu này nha bà con. Ai có cần kéo, có kéo luôn à. Nè. Chị cũng đem cái kéo còn mới tin chưa bỏ ra. Kéo cắt tóc hả? Trời ơi, má đứng mới dậy kìa. Oh God. Là mẹ nó đem bên kia mà. Đâu, nó bay qua tới bên này luôn. Rồi, hay vừa đổ cát. Có vô mặt con kia rồi đó. Chị nói nó cần xô mà. Giờ có cái này nó mới chơi được. Thế ăn uống. Hello Handy, Handy lắm gì đó Handy. Huy ơi. Các bạn. Wow, cái này phơi nắng. Thật sự là mình không thấy cái gì luôn các bạn ơi. Khá là tối. Ôi, bây giờ ở ngoài này nắng quá trời nắng, mình không thấy gì cho mình. Người thấy mình không? Henry ơi, Henry à. Ơi, hôm nay em ấy dọc cát đã luôn các bạn ơi. Quang cảnh rất là đẹp. Mới đi tắm biển xong.
lên. Bây giờ ngồi phơi nắng cho nó đen bớt và xong mà chút xíu đói là ăn tiếp mọi người. Cái buổi đi chơi của gia đình mình đến đây đã hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video của mình ngày hôm nay nha. Nhớ đừng quên like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình nha. Và chờ đón cái video tiếp theo của mình là cái gì nha. Bye bye, hẹn gặp lại.